Hello, xin chào các bác. Vâng, Nintendo DSi. Thì đây là chiếc máy chơi game mà em vừa mua ở trên Shopee. À, nhầm, mua trên Facebook. Shopee đắt lắm. Shopee thì hơn 700 cơ. Thực ra là cái sản phẩm này ấy, ngày trước em đã từng có rồi. Nhưng mà em chưa làm video. Mà em làm video về cái DS Lite mà em cũng mua khá là rẻ ấy. Nhưng mà có một bác yêu cầu của em rất là nhiều lần là em làm về chiếc máy đi. Thực ra là đợt vừa rồi em dịch giã em không kiếm được nhiều tiền. Thành ra là em cũng rất là lăn tăn mà có nên mua để làm review hay không. Đó, thì em có lên Shopee. Lên Shopee thì cái sản phẩm này trên Shopee các bác bán rơi vào tầm trung bình tầm hơn 500 đến khoảng 700 nghìn. Đó, đây này. Đây có một bác cũng bán là tầm 530 nghìn là rẻ nhất. Đó, là hình thức máy không đẹp. Nói chung là cái sản phẩm này thì ra mắt rất là lâu rồi. Đó, ra mắt rất là lâu rồi thì hình thức không đẹp là cái chuyện bình thường thôi. Chức năng chắc là vẫn tốt. Thì nó rơi tầm 500 đến bản đẹp long lanh thì dung lượng cao lên khoảng 700 rưỡi. Đó, thì khá là sót tiền. Đấy, nhưng mà em lên trên tất nhiên là những chiếc máy rẻ mà ngày trước em làm ấy, thì đa phần là em lên trên Facebook và Marketplace ấy, thì em tìm lên trên Facebook Marketplace thì em tìm tìm thấy được và em đã được thương lượng mọi người bán thì có thể mua được rẻ. Thì đây là một trong những chiếc máy như vậy. Thì em lên trên Facebook em thương lượng mọi người bán thì em mua được chiếc máy này chỉ có giá 500 nghìn thôi, mà hình thức đẹp luôn, hình thức đẹp luôn các bạn nhé, mà chỉ có 500 nghìn thôi đó. Thì em mua luôn về và chơi vài ngày nay thì em đã bây giờ em có thời gian em làm video để review về cái sản phẩm này được. Thì đây là một chiếc máy chơi game của Nintendo. Thì các bác được biết đấy, những chiếc máy chơi game cầm tay của những thương hiệu Nhật Bản Nintendo hay Sony rất là bền và chơi rất là sướng, bao nhiêu năm nay thì chơi vẫn sướng luôn. Thì cái sản phẩm Nintendo DSi này thì nó ra mắt vào tầm năm 2008, 2007, 2008 đây các bác này. Đó, sản xuất năm 2008 đến bây giờ thì nó vẫn còn rất là ngon, đến bây giờ rất là chơi rất là sướng. Thì cái sản phẩm này nó khác gì mà cái sản phẩm mà DS Lite mà em từng từng làm review ấy. Thì thực tế ra mà nói thì DS Lite hay DS thường hay DSi hay DSi XL đều chơi một dòng game giống nhau thôi, có nghĩa là đều chơi được game giống nhau. Nhưng sản phẩm DS Lite thì nó có cái khay cắm thêm được GBA ở đây, có nghĩa là sản phẩm DS Lite hay DS thì sẽ chơi lại được, ngược lại được game GBA, còn sản phẩm này thì chúng ta không chơi được mà chúng ta chỉ chơi được game DSi thôi. Mặc dù là chúng ta có thể là chúng ta cài game vào cái thẻ R4 này, Game Boy chúng ta có thể chơi được nhưng nó hơi phức tạp đó. Thì sản phẩm này như vậy, nhưng mà sản phẩm ngược lại thì nó có được những cái gì. Thì đầu tiên ấy thì em giới thiệu sơ qua về hình thức đã. Hình thức của DS Lite, DSi thì nó khá là đẹp, em thích hơn là cái DS Lite đó. Nó có camera ở đây, nó có camera nhá, còn DS Lite thì không có đấy. Nó có camera này, nó có khe cắm thẻ nhớ để chúng ta cắm thẻ nhớ SD ở đây. Thẻ nhớ này chỉ để chứa ảnh hoặc chứa sách điện tử thôi, chứa ebook thôi đó, chứ nó không chứa game được, chưa cách nào chứa game đó. Nó cũng có một màn hình cảm ứng phía dưới và một màn hình hiển thị phía trên. Đó. Bên này thì có phím volume này, đây là phím RVL cũng đồng nghĩa là phím chụp ảnh luôn. Đó. Phía sau thì sẽ có băng, chỗ cắm băng của DS như chiếc DS này, nhưng phía trước thì chúng ta sẽ không có chỗ cắm băng của Game Boy. Đó. Đây là chỗ chân cắm tai nghe, đó, chân cắm tai nghe nha. Đây là chỗ cắm bút này, là bút này là bút cảm ứng này, không không nhớ là điện là cảm ứng điện trở thôi hay gì ấy. Đó, chỉ cảm ứng ấy thôi chứ không phải là cảm ứng đa điểm như là cảm ứng của điện thoại thông minh bây giờ nha. Máy chơi game Nintendo thì đợt trước thì chỉ như thế thôi chứ không như Nintendo Switch bây giờ thì mới là đa điểm đó. Thì đây là cái chỗ lắp pin này, đơn giản là như vậy thôi. Cái sản phẩm này thì em không cần phải review nhiều đâu đó, như này bản lề của nó rất là xịn, mà nó vào rất là nhiều lần, không bao giờ sợ bị hỏng đó. Nó khác con DS Lite là trên review là nó không có chỗ để cắm GBA và nó sẽ có thêm camera. Cái chỗ này là thể nhớ cắm lắp camera, nhưng camera này em nó thật với các bác là nó chỉ để chơi thôi. Chứ nó so sánh với những điện thoại smartphone bây giờ mức giá tầm khoảng 1 triệu, 2 triệu không thể bằng được. Nó thật là như vậy. So sánh với con Redmi 9C của Xiaomi mức giá chỉ tầm khoảng 1 triệu 9. Thì cái camera của chiếc máy này không thể so sánh được. Nó chỉ ngang ngang một số máy tàu là rẻ tiền thôi mà không chụp được đâu. Bây giờ nhìn không nổi luôn. Đó, bỏ qua chức năng đấy mà chỉ quan tâm tâm chức năng chơi game đúng không? Thì bây giờ em sẽ mở máy lên nhá. Sản phẩm này có thêm một chức năng nữa là nó có thêm wifi. Có nghĩa là chúng ta có thể kết nối wifi được. Cái wifi này để đọc tin tức, hoặc thậm chí có những bạn là xem YouTube được. Nhưng em cầm về một thời gian em bận quá, em không thời gian em xem được YouTube. Thế nên là em cứ giới thiệu là sẽ có wifi thôi nhé. Thì đây là sản phẩm của thị trường Nhật Bản. Đây, nếu mà các bạn mua thì các bạn sẽ để ý phần modem nó sẽ có chữ JPN này, là của thị trường Nhật Bản, hoặc bên sau có chữ Nhật Bản này. Thì nó sẽ có thị trường Nhật Bản thì đồng nghĩa việc là nó chỉ có ngôn ngữ Nhật Bản thôi, chứ nó không có ngôn ngữ tiếng Anh đâu. Đây này, ngay từ khi bật nguồn đấy nhé. Ngay từ khi bật nguồn đây này, là cái phần cài đặt hay menu của nó chỉ là tiếng Nhật thôi. Đó đây này. Còn cái DS Lite ngày trước em có là sẽ là tiếng Anh bởi vì đấy là bản xuất Âu. Này ấn vào đây nha. Đó, màn hình thì về cái màn hình hiển thị này, về cái màn hình phía dưới này thì nó cũng tương tự như DS Lite thôi, chứ nó không đẹp hơn.
nó gần như nó không đẹp hơn đâu. Thì không biết là cấu hình thông số chi tiết về nhà xuất xưởng thì nó có đẹp hơn hay không, nhưng mà thực tế là mà nói thì em cầm trên tay thì nó như thế thôi, nó không thể đẹp bằng smartphone bây giờ đâu, nó thật là như vậy. Độ phân giải chắc chỉ tầm 480 thôi là cùng, 480 là cùng nhé, không chỉ tầm khoảng 320 đấy. Thì đây là phiên bản của Nhật Bản, chính vì vậy nên nó tất cả menu phần cài đặt nó toàn là tiếng Nhật thôi, thế nên rất là khó sử dụng. Nhưng mà chúng ta chả còn quan tâm đến cái đấy là một cái gì cả, bởi vì nó chỉ có liên quan đến cái vấn đề chúng ta cài đặt độ sáng màn hình, cài đặt thời gian, cũng như là chúng ta chụp ảnh thôi. Còn nếu mà chơi game thì nó vẫn là tiếng Anh. Đó, chơi game nó vẫn là tiếng Anh nhá, chứ nó không phải tiếng Nhật đâu. Thế này, vào trong là không biết thoát ra của gì đây. Đấy, và mỗi tiếng Nhật nó khổ như vậy thôi. Các bạn thấy không? Vào trong không biết thoát ra của gì luôn. Đây, thoát ra đây. Thì cái này đơn giản nhé, nó không giống như DSLR là khi chúng ta cắm băng phát nó tự động nó vào game luôn, mà nó sẽ có phần menu tất cả thứ như này, bởi vì nó có chụp ảnh mà. Nó có cả chợ kiểu điện tử eShop luôn. Đấy, nó có cả chợ eShop luôn để chúng ta có thể tải game về được. Không biết là tải game này có lưu thể nhớ hay không. Nó có thể kết nối được hai máy để chơi với nhau. Đấy, chức năng menu là như vậy. Đây, có trình duyệt web đây. Đó, có trình duyệt web như vậy. Thì có thể vào web được, nhưng mà chắc chắn là đọc web tiếng Việt nó sẽ bị sai phông ấy. Em còn không tìm chỗ kết nối wifi đâu, bởi vì là toàn tiếng Anh. À, toàn tiếng Nhật, không nhìn thấy luôn. Thôi đây, không quan tâm nhá. Và chúng ta chỉ quan tâm vào game thôi. Khi chúng ta cắm băng game vào đây này. Đây, khi chúng ta rút ra này. Đó, chúng ta cắm băng game vào. Thì em mua thì các bác ấy, mình em là tặng một cái game game zombie. Game này rất là nổi tiếng ở trên điện thoại, trên máy tính, cũng như là trên những chiếc máy thiết bị chơi game gần đây này. Đó. Plan với zombie cái gì đó tiếng Anh ấy. Đó, game zombie. Đây nha, game này chơi bằng màn hình cảm ứng luôn. Đây này, khi cắm vào nó sẽ hiển thị game ở đây và chúng ta sẽ ấn vào đây nhá. À, ấn đây thì nó sẽ vào game. Nó rất là nhanh. Đó. Game của PokCap. Game này game PokCap đã bán lại rồi. Đó. À. Game này thì chúng ta sẽ chơi bằng mũi cảm ứng. Đó, như ngày trước mà chúng ta mua những chiếc máy này và chúng ta sẽ phải bỏ tiền để mua từng game một. Một game thì ngày trước em nhớ không nhầm là bán là 250 một game cơ. Đó. Nhưng bây giờ thì giải pháp chơi những chiếc máy này nó sẽ là như thế nào? Tất nhiên là giống như DSLR thôi, chúng ta sẽ không cần phải mua game đâu. Mà chúng ta sẽ mua một cái R4 để chúng ta lắp thẻ nhớ ngoài và chúng ta sẽ copy game vào để chơi được. Khi chúng ta mua trên Shopee chúng ta cũng sẽ có sẵn như cái này nhá. Đó là khi là chúng ta có cái thẻ R4 này chúng ta có thể lên mạng chúng ta copy game vào được. Thì chút nữa em sẽ làm một clip hướng dẫn các bác copy game sau nhé. Đó, thì cái thẻ này nó là một cái dạng thẻ mà nó đọc cái thẻ micro SD này. Đó, thì ở đây hôm đấy em mua là được tặng cả cái này nữa, thì cái này có thẻ là 8GB, và thực tế là 8GB chả hết game mà em thích đâu. Bác nào mua cái thẻ 32GB thì em nghĩ chắc là thừa đấy, chỉ dùng tầm khoảng 16GB quay về để có tất cả game là được, bởi vì nhiều quá nhiều khi không chơi hết đâu. Đó, thì bây giờ em sẽ lắp thử nhá. Đấy nhá, để em lắp cái thẻ này mà, nó tắt nguồn đi trước nhỉ. Người này cho cái thẻ này vào, nó cũng là giống cái băng game thôi. Đó, các bạn này, đây mở nguồn lên thì nó ở cái biểu thị như này này. Đó, và đây nha, này là báo hết pin rồi đấy, chuẩn bị hết pin này. Đó, thì ở trên này là chúng ta có thể chơi được rất là nhiều game khi mà chúng ta đào ở trên mạng, chúng ta copy vào. Game đào thì hoàn toàn miễn phí thôi. Chút nữa thì em sẽ làm cái clip hướng dẫn các bác cách đào game cho DS này. Thì máy DSi này, DS Lite này, DS thường này, DS XL này là đều có thể dùng được cái phần Firewall này nhá. Đây như ví dụ nhá, em qua đào cái game Pokemon tiếng Việt. Đó, phiên bản có cả phụ đề tiếng Việt luôn. Thì cái này em cũng đào ở trên mạng được. Có một số bác ở Việt Nam rất là thích game này, đã Việt hóa cho cái game này. Đó, rất là dễ. Đây, máy này chơi game thì nó lót vô là nhanh thôi. Rồi, đúng chính chủ mà. Thì không như một số máy Trung Quốc. Máy Trung Quốc thì chưa có máy nào chơi được game DSi cả. Chưa máy nào chơi được game DS. Đó, tiếng Việt luôn nha. Đó, bây giờ thấy không? Đó, game Pokemon, phụ đề tiếng Việt. Muốn chơi game khác thì lại ấn vào này. Đó, nó sẽ reset lại. Ấn vào đây. Và tiếp tục chọn game khác để chơi. À, rất là nhiều game nổi tiếng mà em thích chơi đã có vào đây rồi. Đó, ví dụ nha, như game Metal Slug này, Rumbleon. Thì cái này chủ yếu là cái màn hình này là sẽ là màn hình hiển thị chủ yếu. Còn nếu mà một số game hỗ trợ chức năng cảm ứng thì đây sẽ là màn hình cảm ứng này. Hoặc là đây sẽ là màn hình mà nó sẽ thông báo trạng thái, ví dụ như là số mạng là bao nhiêu, hay là đua xe thì nó sẽ thông báo bản đồ la bàn của đua xe. Đó, đây nó sẽ thông báo bản đồ. Đó,
Rồi, bàn bên dưới là như vậy thôi. Có thể tấu được. Âm thanh của cái máy này thì rất là sống động luôn. Âm thanh thì nó là hai loa phát ra hai bên như này mà. Pin thì hiện tại con này em mua là mua cũ. Pin thì chắc là pin cũ thôi, cho nên là chơi không được lâu. Chơi liên tục chỉ được khoảng 2 tiếng thôi, 2 tiếng, hơn 2 tiếng tí thôi, chứ không chơi được lâu. Còn pin mới thì rất là dễ, bởi phụ kiện máy này mua vô cùng là dễ luôn, mua shop pin rất là nhiều. Đó. To tiếng nhỏ tiếng thì chúng ta có thể ấn vào đây. Đây, vào cỡ nhẹ. Chơi thử một game khác xem nào. Mua được chiếc máy này là 500.000, khá là đẹp. Rất là đẹp luôn, mua chỉ để làm review cho các bác thôi. Em sẽ làm một clip hướng dẫn các bác cách cop game chiếc máy này. Và khi hướng dẫn các bác cách cop game xong ấy, thì em sẽ thanh lý chiếc máy này. Đó, em sẽ thanh lý chiếc máy này nhá. Bác nào mua thì có thể inbox vào bên dưới video này. Comment bên dưới video này em sẽ inbox lại. Comment số điện thoại Zalo nhá, và em sẽ inbox lại. Và sẽ bán lại chiếc máy này cho các bác. Đó, em thanh lý chiếc máy này khi sau khi em làm clip xong thì em mua chiếc máy là 500 thì em sẽ thanh lý sẽ bớt một chút cho các bác. Bác nào mua thì cứ nhớ comment ở dưới video nhá. Còn nếu mà không có bác nào mua được giá hợp lý thì em sẽ để lại. Và khi kênh này của em ấy mà đạt được 100.000 subscribe, được nút bạc, em sẽ làm chương trình tặng những chiếc máy game mà em chưa thanh lý được cho các bác. Tặng không sẽ là những bác nào tương tác nhiều này, sẽ là một event gì đó này cho các bác tự đóng góp, và em sẽ tặng không cho các bác những chiếc máy như này. Đó, thì các bác xem clip này các bác thấy hay, các bác nhớ like chia sẻ mọi người xem. Và em rất cần một subscribe của các bác để sớm được chương trình tặng máy game. Và các bác thấy thích máy game nào mà các bác chưa có đủ điều kiện để mua thì các bác có thể comment vào dưới video, em sẽ cố gắng là mua về làm review cho các bác để các bác có thể nên chốt hàng hay không. Đó, hoặc là thích shop nào các bác cứ comment cái link của shop vào, em sẽ mua luôn trực tiếp từ shop đấy và review cho các bác xem để các bác thể lấy. Bởi vì em có review thì em lại làm kênh YouTube và kiếm tiền từ kênh YouTube đó, và em có review thì em lại thanh lý cái sản phẩm đấy thì em không thiệt đi nhiều. Đó, nhưng mà em sẽ sẵn sàng bỏ tiền trước ra để làm review cho các bác. Đó, ủng hộ em nhé. Cảm ơn các bác xem clip, chào và hẹn gặp lại các bác.